Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, nằm sâu trong khối không khí lạnh ở miền Bắc trong ngày hôm nay, trời đã có nắng từ sớm. Không khí được sưởi ấm và mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay toàn miền Bắc Bộ sẽ tăng lên ở từ mức 22 đến 25 độ. Đến chiều tối và đêm nay sang đến sáng sớm ngày mai, trời lại có nhiều mây, sương mù nhẹ, nhiệt độ sẽ giảm xuống dần. Thấp nhất trong đêm nay ở vùng núi và trung du phía Bắc với mức nhiệt từ 13 đến 15 độ. Vùng đồng bằng bao gồm cả thủ đô Hà Nội với nhiệt độ từ 15 đến 17 độ, trời rét. Sang đến ngày mai, miền Bắc có nắng sớm, nhiệt độ toàn miền tăng lên trở lại. Dự báo đến ngày 17 đến ngày 19 tháng 12, Bắc Bộ sẽ đón thêm hai đợt không khí lạnh mới với cường độ mạnh tràn xuống khiến cho nhiệt độ ở các tỉnh thành lại hạ thấp xuống về đêm. Không khí lạnh suy yếu, mưa ở miền Trung cũng giảm đi nhiều. Trong ngày hôm nay, khu vực từ Quảng Bình trở vào cho đến Quảng Ngãi vẫn còn tình trạng mây nhiều. Đến trưa và chiều nay, nhiều nơi ở Trung Bộ sẽ có nắng, làm cho nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng lên. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế với nhiệt độ tăng lên ngưỡng từ 24 đến 26 độ. Còn các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, nhiệt độ dao động từ 26 đến 29 độ. Trong đêm nay sang đến ngày mai, thời tiết toàn miền Trung tiếp tục nắng ráo. Ở hai khu vực các tỉnh phía Nam, trong ngày hôm nay, nhiệt độ cũng có xu hướng tăng nhẹ. Nhiệt độ trưa chiều nay ở Tây Nguyên tăng lên ở ngưỡng từ 24 đến 27 độ. Về chiều tối và đêm thì trời vẫn còn rét với nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 16 đến 19 độ. Còn tại Nam Bộ, thời tiết ngày hôm nay cũng mát mẻ với mức nhiệt cao nhất từ 29 đến 32 độ. Trong khi đó, về đêm nhiệt độ cũng hạ xuống từ 21 đến 24 độ. Sang đến ngày mai thì cả hai khu vực không còn có nơi nào có mưa, trời nắng sớm. Trên biển, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía tây của quần đảo Trường Sa có gió trong quắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 lên cấp 8 biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục khoảng từ 4 đến 7 độ vĩ bắc nên khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Theo như các bản tin trước đó mà chúng tôi đã dự báo thì hiện nay bão Rai vẫn di chuyển nhanh theo hướng Tây Bắc. Sáng nay chỉ còn cách đất liền Philippines khoảng 700 km về phía đông. Dự báo từ 2 đến 3 ngày tới, tầm chiều và đêm ngày 17 tháng 12, bão Rai sẽ vượt qua đất liền Philippines và đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 9 của nước ta trong năm nay. Theo như các dự báo thì hướng di chuyển của bão là khá phức tạp với cường độ sức gió mạnh cấp 13 lên cấp 14, giật cấp 17. Mọi diễn biến tiếp theo chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các bản tin sắp tới. Mời quý vị chú ý theo dõi